Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Moon kia. Đây mình cùng với Moon với Sky ăn quả dưa hấu này. Sky để mẹ mổ nào. Con mà biết đường cắn thì mới lạ đấy. Ngồi lên còn ăn được à? Ấy? Quay mặt lại nè. Ngoảnh mặt lại chứ. Thế này chứ. À, ôm nào. Trời, người sắp bằng quả dưa hấu còn gì nữa. Ấy? Đứng lên, Sky. Đứng lên. Đứng lên, Sky, đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Cái. Ừ. Sky. Nào, xuống để mẹ mổ nào. Xuống với chị nào, xuống đây. Xuống đây. Mẹ mổ nha. Mổ Sky ăn nha. Ừ. Wow. Wow, Sky giỏi thế. Từ từ mẹ cắt cho. Sky. Muốn chơi à? Muốn đi chơi đi. Ngon. Sky, từ từ chứ. Ngàn thiết hạ ăn thôi. Chị này. Pasty. Em mời các bạn ăn dưa nhé. Sky ơi này. Ngồi xuống ăn đàng hoàng sao lại lên mẹ bế. Sky ngoan à? Hả? Ăn cái gì? Rồi, cái tính ăn tham, xin lỗi chị. Ngồi xuống mà ăn thôi. Ngồi xuống quay đàng hoàng mà ăn, cứ xoay như con ốc với con. Cái, đây này, của con đây này. Biết ăn cái kiểu gì. Muốn ăn đi con. Muốn. Muốn rồi. Đâu rồi? Muốn đâu rồi? Ăn hết đi. Uống cái kiểu gì ấy. Hoàn tất. Để mẹ ăn. Ăn đi cơ. Sky. No. Cắt cho chị ăn chứ. Ngồi xuống luôn. Ngồi xuống. Ngồi với mẹ em gì. Này. Lấy đâu ra hạt. Dưa không hạt mà. Lấy đâu ra hạt. Đòi ăn hạt thì thôi chứ. Bao nhiêu hạt đủ ăn mới no. Hả? Có bao nhiêu hạt để ăn để no chứ. Sky giống như con gà ấy. Thích ăn hạt. Muôn ơi, ngồi đàng hoàng con. Muôn cũng không ăn à? Hả? Đi chơi về mà không ăn dưa à con? Không đói à? Hết rồi. Cái gì? Cái gì mà thơm mẹ? Thơm mẹ lấy cái gì này? Mẹ cho này. Này, khổ. Ăn đi rồi đi chơi. Và video của mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.